À, với cái địa thế thôn Đắc Sơn chúng tôi ấy, vừa rồi nó lại có cái đợt rất đậm rất hại này, chúng tôi bắt buộc phải bảo vệ chuồng trại để cho làm sao châu bò không bị rét chết, chết rét và không hại đến gia súc gia cầm. Còn về ăn uống chúng tôi thường xuyên là cho rơm cỏ, cắt cỏ về cho ăn. Mình bảo vệ rất tốt, chuồng trại nó như thế này là phải bao bọc đầy đủ để gió giếc không lùa vào được, để đỡ ảnh hưởng đến châu bò. Như mọi năm thì chúng tôi không bảo vệ được, châu bò ở thôn chúng tôi chết rét rất nhiều. Nhưng trong vòng 2-3 năm nay là chúng tôi đã bảo vệ rất tốt. Đàn gia súc gia cầm của chúng tôi đã càng ngày càng tăng lên mà không bị chết rét.